Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên kênh Chuyện Audio VV MCNE, chương 184, trao đổi. Hắn biết đám người này chịu ở đây chờ hắn lâu như vậy tuyệt đối không phải vì hắn có thể chữa hết bệnh cho Địch Áo Tư hay trở thành người được Lai Sâm Đặc quan tâm mà tới nịnh nọt từng bốc hắn, mà chỉ bởi vì tạo nghề ở phương diện linh dược học của hắn khiến bọn họ bị thuyết phục mà thôi. Cũng tựa như những linh dược đế sư Bát Giai ở kiếp trước tình nguyện ở lại bên cạnh hắn làm trợ thủ mà không muốn ở lại trong linh đấu đế quốc đảm nhận chức vụ gì. Bởi vì ở bên cạnh hắn bọn họ có thể tiếp nhận được thêm những tri thức mà bọn họ không biết hoặc đang truy cầu. Cũng giống như những linh sư không ngừng truy cầu thực lực cực hạn, đám linh dược sư bọn họ cũng đều là đang theo đuổi thành tựu cực hạn về linh dược học. Đối với bọn họ mà nói thì giải quyết được một nan đề trong linh dược học còn đáng giá hơn rất nhiều so với một chức vị hay tiền tài gì đó. Đây chính là pháp tắc trong giới linh dược sư, cho dù lúc đầu bọn họ xem thường tuổi tác của Kiệt Sâm, nhưng hiện tại sau khi Kiệt Sâm thể hiện ra tạo nghệ cường đại của hắn thì bọn họ lập tức bỏ qua chênh lệch tuổi tác, hướng hắn lãnh giáo để cầu được tiến bộ. Vậy là tốt rồi, đại sư Kiệt Sâm, hay là chúng ta tới Bích Ba Hiền đi, hôm nay cứ để ta mời. Lỗ Đạo Phù đề nghị. Bích Ba Hiền là tiệm cơm xa hoa và nổi danh nhất ở tại Vương Thành này, tọa lạc ngay trên mặt tiền con đường phồn hoa nhất Vương Thành. Hơn nữa thức ăn ở đó hương vị cực kỳ ngon, bất quá giá cả cũng tương đương đắt đỏ, là nơi mà các quý tộc Vương Thành thích tới nhất. Kiệt Sâm vừa rồi tuy đã cùng ăn cơm với Lai Sâm Đặc nhưng cũng không từ chối mà đi theo một người hướng về Bích Ba Hiền đi tới. Người này khi đám người Lỗ Đạo Phu ra ngoài đều dùng xe ngựa xa hoa mà đi, nhưng hiện tại nhất thời cũng không thể nào tìm ra nhiều xe ngựa như vậy nên bọn họ đành phải đi bộ tới. Cũng không bao lâu sau, mọi người đã tới trước cửa Bích Ba Hiền. Hai vụ vệ của Bích Ba Hiền thấy một đám lão đầu cùng ở với một thiếu niên cười cười nói đi tới thì trong lòng mặc dù thấy lạ, nhưng vẻ mặt cũng cùng phong cách của đám người này không giống các đại lão gia quý tộc, nhưng lại đổi lộ ra khí thế bất phàm, rõ ràng không phải là người bình thường, cho nên hai người biểu hiện vô cùng cung kính. Mấy lão giả này từ đâu ra? Đoàn người bắt mắt như vậy đi tới lập tức khiến các khách nhân của Bích Ba Hiền chú ý. Những người có thể dùng cơm ở đây thì không phú cũng quý, kiến thức cũng rộng. Bất quá đám người Lỗ Đạo Phu đều là linh dược sư của vương quốc, đại bộ phận đều giống như Tát Cáp và Bỉ Tư Pháp Mỗ ở trong các thành thị khác làm linh dược sư công hội trưởng hoặc viện trưởng gì đó, để một lòng chuyên tâm nghiên cứu linh dược học, rất ít khi tham gia yến hội. Chính thức nhận biết bọn họ cũng chỉ có mấy quý tộc chính thức của Vương Thành như quân vụ đại thần, tài chính đại thần. Bất quá đám đại thần này cũng không dùng cơm ở lầu một, tối thiểu cũng thuê một phòng riêng, do đó đám khách nhân ở đây tuy ngạc nhiên nhưng chỉ nhìn một lúc rồi thôi. Khách nhân thì như vậy nhưng tổng quản áo dức của Bích Ba Hiền lại không phải là dạng không có mắt. Khi thấy mấy người Lỗ Đạo Phu đi vào, trong đó ẩn ẩn còn có người nhìn quen mặt, thì trong lòng hắn không khỏi nhảy dựng lên, vội vàng bỏ việc đang làm chạy tới cùng kính chào hỏi. À khách quan, hoan nghênh đến với Bích Ba Hiền, xin hỏi các vị dùng gì? Áo Đức tới trước mặt đám người Kiệt Sâm, thần sắc vô cùng cung kính. Khi chạy tới hắn đã xác thực bản thân không có nhìn nhầm. Một trong những lão đầu này là người ở trong lần tể tướng cách Lý Từ tổ chức yến hội ở Bích Ba Hiền, đã ngồi bên cạnh tể tướng. Nhưng lúc đó thần sắc người này cực kỳ cao ngạo, khi đi ra còn sóng vai cùng cười nói với tể tướng mà đi. Nghe nói lão là một linh dược sư của cung đình gọi là Bố Lỗ, nhưng hiện tại ở đây hắn lại lộ ra vẻ một lão giả cực kỳ bình thường. Ồ, mấy cái lão giả này rốt cuộc có địa vị gì nhỉ? Áo Đức thầm hỏi trong lòng. À, cần gì à? Tới đây tất nhiên là có việc cần, lập tức chuẩn bị cho chúng ta nơi tốt nhất. Lỗ Đạo Phu đã nhận lời mời khách nên cười nói. À vâng, xin khách quan chờ một lát. Áo Đức đáp ứng một tiếng rồi nhanh chân mang mọi người lên lầu. Ở lầu có một khách nhân nhận biết Áo Đức không khỏi cảm thấy nghi hoặc với địa vị của mấy lão già kia, phải khiến tổng quản Áo Đức phải tự mình tiếp đãi.
Mấy người Kiệt Sâm dưới sự dẫn đường của Áo Đức không ngừng hướng lên cao, rất nhanh đã đi tới tận cùng lầu 2. Vào trong phòng, hai mắt mọi người không khỏi tỏa sáng. Bích Bà Hiền quả không hổ danh là nơi nổi tiếng đệ nhất xa hoa của Vương Thành. Cả gian phòng này rất rộng rãi như một đại sảnh. Dưới mặt đất dùng một loại gạch màu xám lát thành, đi trên cực kỳ thoải mái. Bốn phía còn trồng không ít các loại kỳ hoa dị thảo khiến không khí trong phòng tràn ngập mùi hương khí nhàn nhạt. Bàn ghế và vật dụng đều được chế tạo từ gỗ mộc đàn hương vô cùng cao cấp. À, khách quan, đây chính là phòng chư thiền tốt nhất ở lầu 2 Bích Bà Hiền chúng tôi. Mấy vị khách quan có thỏa mãn không? Không tệ, không tệ. Lỗ đạo phu nhìn quanh một vòng mỉm cười gật đầu nói, sau đó mọi người lập tức an tọa. Mà làm cho Áo Đức giật mình đó là chỗ ngồi của các quý tộc cực kỳ chú ý, nhưng hiện tại mấy người này khi ngồi xuống, vị trí tôn quý nhất lại dành cho vị thiếu niên duy nhất kia. Mà lão giả vừa lên tiếng theo quan sát chính là người có địa vị lớn thứ hai, tiếp theo là hai vị lão giả nữa. Còn lão giả gọi là Bố Lỗ lần trước ngồi cùng với tể tướng Cách Lý Tư lúc này đang ngồi ở vị trí thứ ba. Xem ra là thứ bậc cũng chỉ nằm ở thứ năm, thứ sáu mà thôi. Vậy thiếu niên kia rốt cuộc là có địa vị gì? À, khách quan, ngài muốn dùng gì? Thấy mọi người đã an tọa, Áo Đức cười hỏi. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Kiệt Sâm. Kiệt Sâm khẽ cười nói. Các người muốn ăn gì thì cứ gọi đi. Mọi người còn chưa ai ăn cơm chưa đúng không? Ta vừa rồi có ăn một chút ở chỗ bệ hạ rồi. Bệ hạ. Mặc dù mặc Áo Đức không đổi sắc nhưng trái tim đã muốn nhảy ra khỏi ngực. Vừa nghe Kiệt Sâm nói vậy, mấy người Lỗ đạo phu không khỏi cảm động, bởi vì họ biết Kiệt Sâm chịu tới đây cũng lị là vì muốn chiếu cố cho bọn họ. Sau một lúc cảm động, Lỗ đạo phu gật gật đầu nói với Áo Đức. Nơi này có gì ngon cứ tùy tiện mang lên, nhớ là phải mang những thứ tốt nhất. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Đợi Áo Đức đã đi ra ngoài, mọi người liền nói chuyện rôm rả. Rất nhanh đồ ăn được các thị nữ mỹ mạo mang ra, cùng với vài bình rượu đặc biệt của Bích Ba Hiền. Lần đầu gặp mặt nên mới đầu đám người Lỗ đạo phu cũng cố gắng đè nén các vấn đề muốn hỏi lại một chút. Nhưng sau khi trao đổi với Kiệt Sâm một lúc lại nhìn không được lên tiếng hỏi. Hết chương 184, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên kênh Chuyện Audio VV MC Annie, chương 185, Tứ Vương Tử Điền Hạ. Đối với kỹ thuật lưu trong linh dược học, Kiệt Sâm không có bao nhiêu điều giấu giếm. Ở kiếp trước, hắn còn truyền bá rộng rãi kỹ thuật lưu ra cả đại lục, hình thành nên một cuộc cải cách trong linh dược học. Bởi vì Kiệt Sâm biết rõ, muốn linh dược học phát triển mạnh mẽ thì việc tiếp thu ý kiến của quần chúng là rất quan trọng. Bế môn tỏa cảng vĩnh viễn không thể nào tạo thành tiến bộ. Hơn nữa, những kỹ thuật và lý luận cũng như lý giải của Kiệt Sâm đều không có hai người Tát Cáp và Bỉ Tư Pháp Mỗ do đích thân tận tay chỉ điểm. Chỉ điểm lại thì cho dù là Lỗ đạo phu cũng khó mà lĩnh ngộ. Mà những tri thức của đám người Lỗ đạo phu cũng khiến cho người đời sau như Kiệt Sâm với kiến thức vượt quá 3.000 năm phát triển cũng có được thêm nhiều lĩnh ngộ khác. Thảo luận càng lúc càng vui vẻ, đám người Lỗ đạo phu nói càng thêm hưng phấn. Cuối cùng Kiệt Sâm cũng hăng hái theo, còn uống không ít rượu mộng lộ. Không thể không nói Bích Ba Hiền là cửu quán nổi danh nhất trong Vương Thành. Nó có chỗ đặc sắc riêng, chỉ ngay loại rượu mộng lộ, vị đạo đã khiến người thường vô cùng lưu luyến. Trong lúc uống dở, Kiệt Sâm đứng dậy đi ra ngoài tiểu tiện. Đến khi Kiệt Sâm đi tiểu về xong lại bị một tiếng hét cực lớn ở dưới lầu hấp dẫn chú ý. Không thể nói Bích Ba Hiền cấu tạo vô cùng tinh xảo. Lầu 2 và lầu 1 bị chủ quán dùng một tầng cát thạch anh đặc thù. Từ lầu 2 nhìn xuống có thể thấy rõ ràng tình huống của lầu 1, còn lầu 1 nhìn lên lại không thể thấy gì. Mà hiện giờ xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm chính là một trung niên mặc áo bào linh sư, dáng dấp có chút lôi thôi, ngồi ở trên bàn hồ lớn. Lão bản đâu? Có chuyện gì vậy? Ta muốn uống rượu vì sao còn không mang lên? Các người đối đãi với một vị đế linh sư cao quý như vậy sao? Đế linh sư à?
Kiệt Sâm sửng sốt, hắn thật không ngờ trong vương quốc Áo Lan Đa còn có thể xuất hiện đế linh sư. Phải biết rằng, trong trí nhớ của Kiệt Sâm, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, thánh linh sư cửu giai vẫn là chiến lực đứng đầu đại lục, còn linh thần thập giai chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Đế linh sư bát giai ở trong đế quốc cường hãn cũng tuyệt đối là một nhân vật đứng đầu, mà ít nhất tồn tại ngang hàng với đại tướng quân. Mà vương quốc Áo Lan Đa mặc dù cũng coi như là mạnh mẽ nhưng vẫn không hấp dẫn nổi một vị đế linh sư nào tới cả. Nghe trung niên nhân kia nói vậy, một tên tiểu nhị của Bích Ba Hiền không khỏi dừng lại cười to, chỉ vào trung niên lôi thôi nói thẳng. Ngươi nói đùa sao? Nếu ngươi là đế linh sư, vậy lão tử chính là thánh linh sư rồi. Tùy tiện mặc một kiện áo bào linh sư giả là đế linh sư sao? Còn mẹ nó, nếu là như vậy, mấy hôm nữa ta cũng bỏ vài linh tệ ra làm một kiện y phục thánh linh sư. Còn mẹ nó chứ, tiểu tử ngươi, mau cút đi cho ta, nếu không ta sẽ đuổi đi. Nói xong, gã tiểu nhị liền túm lấy áo của trung niên kia. Còn không mau buông ra cho ta, đường đường là y phục của đế linh sư, một tiểu tử như ngươi có thể chạm vào sao? Trung niên kia kịch liệt phản kháng, một mặt kêu to khiến những khách nhân khác đều cười lớn. Ánh mắt Kiệt Sâm sắc bén nhìn lên huy chương trên linh bào của hắn. Người trung niên kia xác định đây đúng là tiêu chí của đế linh sư. Kiệt Sâm có chút nghi hoặc, lấy nhãn lực của hắn có thể nhìn ra linh sư bào trên người người đàn ông trung niên kia tuyệt đối là linh sư bào hàng thật giá thật, do công hội linh sư ban phát mà không phải sản phẩm giả. Chỉ là nhìn cử động của trung niên này căn bản không nhìn ra là một linh sư. Kiệt Sâm hiếu kỳ đi xuống lầu để xem. Người trung niên và người bán hàng kia dây dưa với nhau, một người thì nói muốn lôi người bên trong ra, còn người kia thì sống chết cũng không chịu đi, không ai làm gì được ai. Cuối cùng người trung niên kia khí lực lớn đẩy người bán hàng ra. Ngươi còn dám phản kháng sao? Tiền ăn hai ngày không giả được, chả lẽ còn không đáng bị đánh à? Hộ vệ đâu? Đánh tiểu tử này ra bên ngoài cho ta. Xui thật đấy. Hai hộ vệ ngoài cửa đi tới, ôm lấy gã trung niên lôi thôi kia. Nhất thời vị thế linh sư bát giai bị hai gã linh sĩ nhị giai xách như con gà ra khỏi ngoài. Trung niên kia bị một mặt kịch liệt phản kháng, một mặt mắng to nói. Các người đều là một đám có mắt như mù, dám đối đãi với đế linh sư ta như vậy, các người sẽ bị nghiêm phạt. Thế nhưng, dưới sự kiềm chế của hai hộ vệ, trung niên kia không thể nào phản kháng hoặc dãy dụa nữa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ bên ngoài Bích Ba Hiền có một đám người tiến vào. Trung niên kia trong lúc phản kháng, chân tay loạn choạng thoáng cái đá vào đầu một người mặc y phục hoa lệ. Trên y phục để lại một dấu trần màu xám. Còn mẹ nó xảy ra chuyện gì? Ngươi không có mắt à? Hộ vệ đâu? Còn không mau ra cản. Đầu lĩnh chính là một người thanh niên, đầu tiên là sừng sốt, sau lập tức chửi lên. Theo tiếng mắng to của hắn, vài bóng người cấp tốc chạy tới từ phía sau. Không đợi hai hộ vệ của Bích Ba Hiền phản ứng, nguyên bản người trung niên đã bị mấy người kia cướp được. Ngay sau đó là một trận quyền cước đấm đá mãnh liệt. Ôi chà, các người là ai? Dám đánh đế linh sư cao quý? Các người, ôi à, má ơi, mày không muốn sống à? Hòa vào tiếng quyền cước là tiếng kêu to của người trung niên. Được rồi, đá văng tên này sang một bên cho ta, thật là chướng mắt. Người thanh niên kia nhíu mày, mấy bóng đèn lập tức dừng lại. Sau đó nghe một tiếng ối chao, trung niên kia đã bị ném xuống đường cái rất xa. Tứ vương tử điện hạ, thật là xin lỗi, tiểu nhân quản lý không chu toàn đã khiến người bị sợ hãi rồi. Một thiếu niên từ sau đoàn người vọt lên, đi tới trước mặt người thanh niên cùng kính nói. Dứt lời, thiếu niên kia đi tới trước mặt tên tiểu nhị, tát một cái thật mạnh lên mặt. Miệng tên tiểu nhị kia thất thời sưng lên. Thứ chó đó, vì sao ngươi lại để cho hắn tiến vào trong Bích Bà Hiền, quấy nhiễu tứ vương tử hiền hạ? Các người ai gánh nổi? Thiếu niên kia tàn bạo chửi ầm. Thiếu gia. Tên tiểu nhị cực kỳ ngoan ngoãn lúc cúi đầu, không dám hé răng một câu. Ai bảo thiếu niên trước mặt là nhi tử của lão bản Bích Ba Hiên, là thiếu gia gia lôi tư của chính mình. Được rồi, được rồi. Tứ vương tử khoát tay áo, đi về phía lầu 2,
cả một đám nam nữ đi về phía sau Tứ Vương Tử. Trong đó đầu lĩnh là một thanh niên chừng hơn 20 tuổi, trên mặt có một hằn vết tát màu đỏ nhạt. Thấy người nọ, Kiệt Sâm không khỏi sửng sốt. Thực ra oan gia ngõ hẹp, đi phía sau Tứ Vương Tử chính là người buổi sáng ngăn chán chính mình. Nhi tử La Áo Tử của đại thần chính là bị tát cáp tát cho một cái. Khi Kiệt Sâm thấy La Áo Tử, đồng thời La Áo Tử cũng nhìn thấy Kiệt Sâm đứng trên cầu thang, đầu tiên cũng sửng sốt, ngay lập tức tâm trạng nhất thời bùng phát, trên mặt lộ ra thần sắc âm hiểm vô cùng. Hết chương 185, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên kênh chuyện audio VV MC Annie, chương 186, Tứ Vương Tử Điện Hạ. Nói đến hận thù giữa La Áo Tử và Kiệt Sâm thì chồng chất vô cùng. Hai lần gặp phải Kiệt Sâm đều bị Kiệt Sâm hung hăng nắn gân, đặc biệt buổi sáng ngày hôm nay khiến cho chính mình đắc tội đại sư Lỗ Đạo Phu. Trên miệng La Áo Tử một đống máu, khuôn mặt sưng đỏ trở về nhà, bị phụ thân Bái La Mỗ biết được nguyên do liền hung hăng đánh thêm một trận. Bái La Mỗ tức giận thiếu chút nữa không thèm nhận La Áo Tử là người thân. Mắng đại sư Lỗ Đạo Phu đại sư, cho dù là quốc vương Lai Sầm Đặc cũng không có cái gan này. Tiểu tử ngươi thật là giỏi, trực tiếp mắng thẳng vào mũi người ta, thật là có tiền đồ. Dưới cơn giận dữ, Bái La Mỗ trực tiếp cấm đoán La Áo Tử. Nếu không phải buổi chiều Tứ Vương Tử tới tìm, Bái La Mỗ bất đắc dĩ phải thả La Áo Tử ra thì sợ rằng hiện giờ La Áo Tử vẫn còn đang bị cấm túc ở nhà. Nghĩ tới đây, La Áo Tử liền hận tới ngứa răng. Nếu nói Kiệt Sâm quen biết đại sư Lỗ Đạo Phu thì La Áo Tử nhất quyết không tin, chỉ có thể nói rằng buổi sáng hôm nay chính mình không may. Đại sư Lỗ Đạo Phu nói không chừng chỉ là muốn khuyên can mình một chút mà chính mình lại trực tiếp mắng. Tất cả đều do Kiệt Sâm. La Áo Tử âm thầm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Kiệt Sâm. Chỉ là hiện giờ, La Áo Tử đã ăn hai quả đắng, tính tình nhu thuận hơn rất nhiều. Hiện giờ Kiệt Sâm và Cách Lôi Sâm cùng một chỗ ăn ở Bích Ba Yên, nói không chừng còn có bối cảnh. Chờ đến khi chính mình điều tra hoàn toàn thân phận của đối phương xong, chỉ cần hắn còn ở Vương Thành thì chính mình sẽ có biện pháp để thu thập hắn. Nghĩ tới đây, Lão Tử lộ ra dáng vẻ tươi cười ngoan lệ với Kiệt Sâm, đi theo Tứ Vương Tử Điện Hạ tiến tới. À, mau, thu thập một chút phòng chữ thiên của lầu 2 một chút, Tứ Vương Tử Điện Hạ cần. Thân là thiếu gia Bích Ba Hiền, ra lôi từ trực tiếp phân phó cho một người phục vụ ở gần. Đây, thiếu gia, phòng chữ thiên trên đầu đã có người dùng rồi. Có người dùng rồi à? Còn mẹ nó làm ăn cái gì thế? Ai cho các ngươi để người khác dùng? Mau đuổi người ta ra cho ta. Không thấy Tứ Vương Tử hiện tại đang chờ ăn sao? Thật là phế vật. Gia Lôi Từ hận không thể tát vào mặt cái tên tiểu nhị vừa trả lời mình một cái. Người này thực sự có mắt như mù. Nhưng mà thiếu gia, người nọ là do tổng quản Áo Đức tự mình an bài. Tên tiểu nhị kia phiền muộn muốn phát khóc. Còn mẹ nó chứ, ta chỉ là một tiểu nhị quen thôi, vì sao lại tìm ta? Có chuyện gì xảy ra ở đây? Nghe đối thoại bên đó, Tứ Vương Tử dừng bước, nhíu mày hỏi. À, không có việc gì, Tứ Vương Tử Điện Hạ, không có việc gì đâu. Hiện giờ phòng chữ thiền đã có người, ta lập tức đuổi ra ngay. Người cứ nghỉ ngơi trước, xe nhanh thôi. Gia Lôi Từ cười làm lành, khuôn mặt lập tức tỏ vẻ âm trầm, quay sang nhân viên nói. Tổng quản Áo Đức an bài à? Thiên Vương Lão Tử an bài cũng không được. Mau đi nhanh lên, mau nhanh lên. Đây ạ. Gã tiểu nhị cười khổ, không phải là hắn không muốn đi làm. Mệnh lệnh của thiếu gia phát ra, chính mình hắn phải đi chấp hành. Thế nhưng lúc trước tổng quản Áo Đức trước khi đi đã cực kỳ nghiêm khắc nói với hắn rằng khách ở phòng chữ thiên trên lầu 2 cực kỳ quý, bảo chính mình phải chiếu cố. Người ta có yêu cầu đều phải thỏa mãn, còn hắn thì đi tìm lão bản. Người, còn đứng ở đây làm gì? Không mau đi! Thấy nhân viên kia vẫn bất động, Gia Lôi Từ chừng mắt nói. Trong lúc tiểu nhị đang không biết nên làm thế nào, đột nhiên thấy được Kiệt Sâm ở trên lầu, ánh mắt chợt sáng bừng lên nói với Gia Lôi Tư.
À, thiếu gia hiện giờ ở trong phòng chữ thiên là có tên này. Được rồi, để cho hai bên bọn họ tự giải quyết đi thôi. Tuy rằng sẽ đắc tội với những người này, nhưng đây là biện pháp bất đắc dĩ. À, là hắn à? Gia Lôi Tư hùng hằng trừng mắt nhìn nhân viên, đi tới trước mặt Kiệt Sâm cẩn thận đánh giá. Ha, vị huynh đài này ngươi cũng thấy đấy, tứ vương tử điện hạ cần dùng cơm, các người mau đi thôi. Đối với khách quý có thể ở phòng chữ thiên, Gia Lôi Tư cũng không dám quá kiêu ngạo. Kiệt Sâm nhìn Gia Lôi Tư, trực tiếp xoay người lên lầu. Chuyện đã xong. Gia Lôi Tư cười cười đi tới trước mặt tứ vương tử, cảm giác chính mình rất có mặt mũi, thoáng cái chuyện tình đã được giải quyết. Không chờ hắn tranh công, chợt nghe thanh âm của Kiệt Sâm nhàn nhạt truyền xuống. Muốn dùng bữa à? Ừ, cũng được, chờ chúng ta kết thúc đấy nha. Gương mặt Gia Lôi Tư thoáng cái trở nên tái nhợt. Tiểu tử ngươi, là có ý gì? Gia Lôi Tư lửa giận đầy mình chạy lên hỏi. Tứ vương tử ở bên cạnh nghe thấy câu nói của Kiệt Sâm xong cũng hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói. Tên tiểu tử này có địa vị gì? Lão Tư nghe thấy, tâm trạng nhất thời hưng phấn, tiến lên bên tai nhẹ giọng nói. À, tứ vương tử điện hạ, ta nhận thức tên Kiệt Sâm này, hắn cực kỳ kiêu ngạo, nghe nói quan hệ với Cách Lôi Sâm không tồi, dường như là người của Tháp Đức gia tộc. Trong lòng lão Tư nở hoa, hắn thầm nghĩ Kiệt Sâm mà, Kiệt Sâm, ngay cả tứ vương tử ngươi cũng dám đắc tội, ngươi quá kiêu ngạo rồi, vốn đang còn suy nghĩ cách thu thập ngươi, xem ra ông trời cũng muốn giúp ta. Tiểu tử Cách Lôi Sâm kia. Nam nội đặc lộ một tia không hờn giận. Tuy rằng Thác Đức gia tộc là trong tam đại gia tộc, thế nhưng xưa không bằng nay, Thác Đức gia tộc ngay cả tử thân cũng khó bảo toàn, đệ tử còn dám kiêu ngạo như vậy, thực sự là muốn chết. Phải, phải. Lão Tư vuốt mông ngựa nói. Trong lúc Nam Nội Đặc và Lão Tư không vui, Kiệt Sâm đã đẩy cửa phòng đi vào. À, Kiệt Sâm đại sư à, vì sao ngươi đi ra lâu như thế? Chúng ta vẫn đang chờ ngươi trả lời đây. Vừa nhìn thấy Kiệt Sâm tiến đến, đám lỗ đạo phu nhất thời kêu lên. À, không, vừa ra ngoài xem hí kịch thôi. Kiệt Sâm cười nói. Hả? Xem hí kịch à? Mọi người không khỏi toát ra một tia nghi hoặc trong lòng. Nhưng chính là vào lúc này, cửa phòng bị một người đá tung. Chỉ thấy Gia Lôi Tư giận dữ đứng bên ngoài cửa, phía sau hắn là ba gã hộ vệ Bích Ba Hiền. Thấy tình huống ở bên trong phòng, Gia Lôi Tư không khỏi sửng sốt. Nguyên bản trong tưởng tượng của Gia Lôi Tư, bên trong phòng hẳn phải có rất nhiều thiếu niên hội tụ mới đúng. Nhưng trên thực tế, xuất hiện trước mặt Gia Lôi Tư là một đám lão già đầu tóc hoa râm. Một đám lão đầu ở chỗ này ăn à? Đây là chuyện gì vậy? Từ lúc nào Bích Bà Hiền đã trở thành câu lạc bộ người cao tuổi thế này? Gia Lôi Tư không khỏi nghi hoặc. Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi là ai? Đám người lỗ đạo phu không khỏi sừng sốt, trên mặt lộ một tia giận dữ. Ta là ai các người không cần biết? Ta chỉ nói cho các người hay, gian phòng chữ thiên này hiện giờ có người cần, các người mau rời đi lập tức cho ta. Ánh mắt Gia Lôi Tư đảo qua trên đám người rồi lạnh lùng nói. Hiển nhiên, Gia Lôi Tư khả ái của chúng ta cũng không nhận ra linh dược sư lỗ đạo phu đại phu tiếng tăm lừng lẫy của một vương quốc. Hết chương 186, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên kênh Chuyện Audio VV MC Annie, chương 187, phiền muộn bên trong. Tuy rằng trong phòng có một đám lão nhân nằm ngoài dự liệu của Gia Lôi Tư, chỉ là thấy Kiệt Sâm ngồi trên thủ vị, tâm tư Gia Lôi Tư cũng thoải mái hẳn. Quý tộc cực kỳ trọng địa vị, một đám lão nhân lại để một thiếu niên ngồi lên trên. Có thể thấy được những lão đầu này có lẽ đều là quý tộc xuống dốc của vương quốc. Gia Lôi Tư không khỏi thoải mái trong lòng. Ờ, có chuyện gì xảy ra vậy? Lão bản Bích Bà Hiền đâu?
Lẽ nào Bích Bà Hiền đối đãi với khách nhân như thế này à? Lỗ Đào Phù giận dữ đứng lên. Hắn thực sự không ngờ chính mình mời Kiệt Sâm lại bị Bích Bà Hiền mà lại phát sinh ra sự tình như thế. Điều này khiến cho đệ nhất linh dược sư Lỗ Đạo Phù cảm giác rất không có mặt mũi, mà những linh dược sư khác ở bên cạnh cũng vô tùng cùng kinh ngạc. Lão bản Bích Bà Hiền sao? Ha, ta chính là lão bản Bích Bà Hiền, các ngươi có thể đi rồi. Đối với câu trả lời lúc trước của Kiệt Sâm, Già Lôi Từ tràn đầy tức giận trong lòng, ngũ khí cũng không hề khách khí. Kiệt Sâm đại sư chờ trong chốc lát, chuyện này cứ để ta giải quyết. Lỗ Đạo Phù cúi đầu nói hai câu với Kiệt Sâm xong, sau đó ngẩng lên, sắc mặt âm trầm nhìn Gia Lôi Từ nói: "Ngươi có biết ta là ai không?" Lúc này, Lỗ Đạo Phù đã nổi giận thật sự, tuy rằng buổi sáng ngày hôm nay đối mặt với sự nhục mạ của La Áo Tư, hắn cũng tức giận nhưng không quá mức cầm tức. Dù sao, La Áo Tư chỉ là một thiếu niên không hiểu chuyện. Thế nhưng hiện giờ chính mình mở tiệc chiêu cãi Kiệt Sâm đại sư lại xảy ra chuyện thế này, mà thuyết pháp của đám người Bích Ba Hiền khiến cho Lỗ Đạo Phu không nhịn được tức giận trong lòng. Ha, ngươi là ai à? Thấy Lỗ Đạo Phu nói còn phải xin chỉ thị của Kiệt Sâm, Già Lời Từ càng thêm coi thường đối với Lỗ Đạo Phu. Vốn hắn tưởng rằng ngồi phòng chữ thiên phải là nhân vật thế nào, còn chuyện bị khuyên can hiện giờ cười lạnh nói: Ha, ta quản cười là ai, ngươi đã không muốn đi, xem ra ta phải mời các ngươi ra ngoài vậy. Hộ vệ, còn không mau đuổi bọn họ ra ngoài cho ta. À, ngươi dám à? Thấy hai hộ vệ phía sau Gia Lôi Từ như lang như hồ chạy đến, Lỗ Đạo Phu triệt để nổi giận, miệng gầm lên một tiếng đánh ra song quyền. Hai gã hộ vệ lao tới còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bay ra ngoài như đạn pháo bắn. Thấy hai gã hộ vệ phun ra máu tươi trên mặt đất cuồn cuộn, Gia Lôi Từ chỉ vào Lỗ Đạo Phù cả giận nói: Lão đâu, người cư nhiên dám động thủ ở Bích Bà Hiền, thực sự là làm phản, công nhiên hành hung lại phương hành, người biết chúng ta mời ai đến không? Gia Lôi Từ, chuyện gì đã xảy ra? Lúc này Tứ Vương Nam Nội Đặc mới chậm rãi đi từ trong đám người La Áo Tư ra. Hắn không nhìn thấy cục diện bên trong nên cao giọng hỏi thăm: Tứ Vương Tử Điện Hạ. Thấy Nam Nội Đặc, Gia Lôi Từ nhất thời kêu lên: Vừa rồi ta khuyên bảo thiếu niên kia rời đi, nhưng bọn họ không chịu đi, lại còn công nhiên hành hung, đả thương hộ vệ Bích Bà Hiền, quả thật là vô pháp vô thiên mà. Việc Gia Lôi Từ ăn chơi trác tán, đổi trắng thay đen là chuyện tình hắn thường xuyên làm nhất. Ha, yên tâm đi Gia Lôi Từ, ta muốn nhìn xem người nào dám nháo sự ở vương quốc Áo Lan Đa của ta. Nam Nội Đặc nghiêm nghị nói, vừa nói vừa ngạo nghễ đi vào trong chữ thiên. Nam Nội Đặc vừa đi vào đã thấy một lão giả hắng giọng nhìn chính mình, ánh mắt mang theo một tia lửa giận hừng hực. Thấy người này, nguyên bản Nam Nội Đặc đang kiêu ngạo tiêu sái chợt như bị dội một gáo nước lạnh lên người. Vị này chính là Tứ Vương Tử Điện Hạ. Đám lão đầu mắt mù các ngươi hôm nay chiếm mất phòng chữ thiền của Tứ Vương Tử Điện Hạ. Các lão già các ngươi còn không mau tránh đi cho ta. Gia Lôi Từ đắc ý giạt rào nói, về mặt kiêu ngạo vô cùng không gì sánh được. Hồn nhiên không thấy khuôn mặt tái nhợt vì sợ của Tứ Vương Tử Điện Hạ. Lỗ Đạo Phù đại sư. Nam Nội Đặc run giọng hành lễ. Y Nội Tư đại sư, Bố Lỗ đại sư, Tạp Tử Phách đại sư. Ngay sau đó, Nam Nội Đặc nhìn thấy được các linh dược sư cung đình ở bên cạnh, vẻ mặt đau khổ thi lễ. Hiện giờ hắn có tâm tư đánh chết La Áo Tư và Gia Lôi Tư. Không phải nói thiếu niên này ngoài trừ quan hệ không tồi với Cách Lôi Sâm thì không còn quan hệ khác sao? Vì sao những linh dược sư cung đình này đều ngồi ăn một chỗ với thiếu niên đó? Trận bàn lớn như vậy, ngoại trừ phụ vương của chính mình ra, cho dù là thái tử đại ca cũng không làm được. À, thì ra là Tứ Vương Tử Điện Hạ muốn đến dùng bữa. Chỉ là dù sao cũng phải có thứ tự trước và sau chứ. Lỗ Đạo Phù híp mắt lại, nhàn nhạt nói. Lỗ Đạo Phù đại sư, chuyện này ta chỉ đi ngang qua. À đúng, chỉ đi ngang qua. Nam Nội Đặc khẩn trương đến thái độ cũng không nói ra thành lời. Nam Nội Đặc rất rõ ràng trong lòng,
Tuy rằng chính mình là vương tử, thế nhưng ở trước mặt linh dược sư đoàn cường đại nhất vương quốc, hiện giờ đại ca lại đang trên giường bệnh, nói không chừng đi lúc nào không biết. Chính mình muốn thu được vương vị, ngoại trừ được phụ vương thưởng thức ra thì trọng yếu nhất phải có sự chống đỡ của Lỗ Đào Phù đại sư dẫn đầu linh dược sư đoàn. Thế nhưng hiện giờ, chính mình cư nhiên lại đắc tội với đám nhân vật này. Lại là ngươi à? Chúng ta thật là có duyên. Lỗ Đạo Phu nhìn nam nội đặc trốn ở phía sau là áo tư, trên mặt cư nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Ngày hôm nay chính mình hai lần bị người chỉ thẳng vào mũi đều là hắn, và người có liên quan tới hắn, khéo thật, thật là khéo. Dưới tình huống bình thường, Lỗ Đạo Phu đại sư tươi cười với chính mình sẽ khiến chính mình hưng phấn vô cùng. Thế nhưng vào lúc này, lão tư lại cảm giác giống như có một cỗ hàn khí chạy thẳng từ dưới lòng bàn chân mình lên, khiến chính mình không nhịn được mà run rẩy lẩy bẩy. Lỗ Đạo Phu đại sư, các người cứ tiếp tục, ta còn có việc phải đi trước. Nam nội đặc thực sự không biết nên nói cái gì, cười cười cợt cợt vội vàng bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Này, tứ vương tử điện hạ, không phải người nói Trong nhất thời Gia Lôi Tư còn không rõ tình hình hiện giờ, hắn không khỏi nghi hoặc, không chờ hắn nói hết đã bị nam nội đặc đá cho một cước vào mông, ngã lăn xuống đất. Nhất thời Gia Lôi Tư không dám nói tiếp. Nam nội đặc phiền muộn đi xuống tầng 1, sau đó trực tiếp ra thẳng khỏi Bích Ba Hiền. Tứ vương tử điện hạ, người không ăn cơm nữa sao? Gia Lôi Tư vội vã chạy theo sau nam nội đặc hỏi. Ăn cái đầu người à? Nam nội đặc hừ lạnh một tiếng, cũng không quản đám người lạ áo tư, trực tiếp mang theo hộ vệ trở về vương cung. Là áo tư thiếu gia, người... Gia Lôi Tư cũng phiền muộn vô cùng, chính mình khó có cơ hội nịnh bợ tứ vương tử, nhưng không nghĩ tới lại thành kết cục như thế. Hắn lập tức chuyển hướng về phía lạ áo tư. Lão tử này là nhi tử của tài chính đại thần, cũng là một đại nhân vật ngưu bức trong vương thành. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, truyện được phát trên kênh truyện audio VV MCNE, chương 188, người trung niên cô đơn. Biết chính mình đã triệt để đắc tội với Lỗ Đạo Phu đại phu, lão tử đồng dạng hừ lạnh một tiếng, hùng hằng liếc mắt nhìn Gia Lôi Tư rồi đi ra Bích Ba Hiên. Nếu không phải là Gia Lôi Tư mời tứ vương tử điện hạ cùng chính mình tới đây ăn thì sao đắc tội Lỗ Đạo Phu được? Sợ rằng hiện giờ ngay cả tứ vương tử điện hạ cũng sắp oán hận chính mình. Tứ vương tử đã đi, nguyên bản một đám người tản ra trong nháy mắt, chỉ để lại một mình Gia Lôi Tư đứng mờ mịt trước cửa Bích Bà Hiền. Kiệt Sâm đại sư, thôi mời, chúng ta tiếp tục. Lỗ Đạo Phu trở lại vị trí, biểu tình trên mặt chuyển sang dáng vẻ tươi cười. Ta thấy sắc trời cũng đã không còn sớm nữa rồi, hôm nay đến đây là thôi đi. Kiệt Sâm đi từ sáng sớm, đến vương cung chữa bệnh cho vương tử xong rồi đến đây uống rượu, sắc trời đã dần dần ngả tối. Một ngày đêm không trở về, hắn sợ phụ thân lo lắng cho nên mới nói vậy. Được rồi. Lỗ Đạo Phu tưởng rằng vì Kiệt Sâm bị bọn lão áo tư làm phiền cho nên không còn tâm trí. Trong lòng lão vô cùng hận đám lão áo tư. Một đám người làm cho một chén rượu xong liền cùng nhau đứng dậy ra ngoài, tới cửa Bích Ba Hiền đều cáo biệt. Tuy rằng đám người Lỗ Đạo Phu và Tát Cáp muốn đưa tiễn Kiệt Sâm, nhưng lại bị Kiệt Sâm từ chối. Nhìn theo bóng lưng Kiệt Sâm xa dần, Lỗ Đạo Phu đứng ở bên hiền của Bích Ba Hiền không nhịn được thầm thở dài một tiếng. Tạo nghệ về linh dược học của Kiệt Sâm đại sư quả thật là quá thầm hậu. Ta còn mấy vấn đề muốn hiểu thêm. Nếu như không có tiền lão từ cùng mấy thằng nhóc phá đám kia, nói không chừng còn có thể thỉnh giáo thêm một hồi. Đáng tiếc thật là đáng tiếc. Các vị đại sư, đi thong thả. Đúng lúc này, áo đức tổng quản mang theo một gã trung niên mập mạp bước tới. Trên mập mạp này chính là lão bàn của Bích Ba Hiền, tử tước Tát Lạp Tư. Lúc đầu, áo đức tiếp đái đám người Lỗ Đạo Phu xong, biết được thân phận cao quý của bọn họ,
Vì vậy mới phân phó thủ hạ phải tiếp đãi nhiệt tình, sau đó vội vàng chạy lôi lão bản từ tức tác nạp từ tới. Đối với bọn họ, nhóm người này vô cùng trọng yếu. Chẳng qua những cao tầng của vương quốc như bố lỗ, bọn tác nạp từ căn bản không thể với tới, khó có thể mời bọn bố lỗ qua ăn. Vừa nhận thức thêm một chút lại không nghĩ tới vừa mới kéo lão bản tát nạp từ về. Đoàn người này đã cầm nước xong xuôi chuẩn bị rời khỏi Bích Ba Hiền. À, thì ra là Đỗ Lão Phu Đại Sư, Bố Lô Đại Sư, khách quý ha. Không biết hôm nay các vị ăn ở đây có cảm giác thế nào? Tát nạp từ làm lão bản, tốt xấu gì cũng là tử tước của vương quốc. Ở trong vương thành cũng có chút quan hệ. Ít nhất vẫn có thể nhận được cao tầng của vương quốc. À, đây đều là đại sư của vương quốc. Ngọn gió nào đưa các vị tới đây? Thấy đoàn người của Lỗ Đạo Phu xong, Tát Nạp Từ khiếp sợ đến nỗi toàn thân phì phục trên đều run lên, ngũ khí vô cùng cung kính không gì sánh được. Đám người Lỗ Đạo Phu lạnh lùng nhìn Áo Đức và Tát Nạp Từ, trong miệng hừ lạnh một tiếng, không để ý mà đi thẳng. Chỉ để lại từ tức Tát Lạp Từ mờ mịt đứng đó. À, có chuyện gì đã xảy ra? Áo Đức, có phải người không chiều đãi tốt các vị đại sư không? Tát Lạp Từ nghi hoặc trong lòng. Ờ, không có, ta ăn bài rất tốt mà. Ở trong phòng chữ thiền, hơn nữa còn phần phó người đi chiều đãi cho thật tốt. Áo Đức cũng cau mày, có chút không rõ. Tát Lạp Từ phiền muộn đi vào Bích Ba Hiền cùng với Áo Đức. Nghe một vài khách nhân đang nghị luận thiếu chủ của mình đi cản người, kết quả không cản được còn bị người ta sửa gáy, vân vân và vân vân. Đến khi thấy Tát Lạp Tư, tất cả khách nhân nhận thức Tát Lạp Tư đều ngừng miệng. Chỉ có một vài khách nhân không biết lão bản Bích Ba Hiền là Tát Lạp Tư, vẫn tiếp tục nói. Đối với những tiểu quý tộc vương thành này mà nói, đây là chuyện thú vị cỡ nào. Ra Lôi Tư, ngươi ra đây cho ta. Tháp Lâm Thành nghe ra một ít chân tướng liền hét lên một tiếng rú, giống như sư tử giống, trong ánh mắt tuôn ra phẫn nộ vô cùng. Trong lòng thầm nghĩ, ta bảo tại sao những linh dược sư đại sư như Lỗ Đạo Phu cho dù khinh thường Tát Lạp Tư ta cũng tuyệt đối không tỏ vẻ như thế. Chính mình tính là cái gì? Ở trước mặt bọn Lỗ Đạo Phu đại sư căn bản chả là cái thá gì, không nghĩ tới một đám sự việc rùm beng phía sau. Gia Lôi Tư đang phiền muộn ở Bích Ba Hiền chợt nghe thấy tiếng phụ thân mình gầm gừ, nhất thời trở nên hoảng sợ, chạy ầm ầm vào phòng làm việc của phụ thân chính mình, mà nhân viên phục vụ được Áo Đức nhắc nhở cũng đồng thời bị kéo qua. À, ba. Nghe toàn bộ câu chuyện hoàn chỉnh xong, Tát Nạp Từ phẫn nộ hùng hăng tát một cái lên mặt của Gia Lôi Tư, sau đó còn không biết giận hùng hăng đạp cho hắn một cước. Cái tên hôn nạn này, hành sự không có bài sự là thừa. Thật là tức chết ta mà. À, phụ thân không phải bảo ta định bỡ vương tử một chút sao? Gia Lôi Tư ủy khuất, nước mắt lừng tròng nói. Ta vừa nhìn thấy thiếu niên kia không cho mình mặt mũi liền máu nóng lên đầu. Ta không nghĩ tới lão đầu kia là linh dược sư của vương quốc. Không ngờ. Thật là không ngờ mà. Tát Lập Tư hung hăng đá thêm một cước, vườn tay ra muốn đánh Gia Lôi Tư thêm. Thấy Gia Lôi Tư trốn ở một bên, cuối cùng không đành đánh tiếp, chỉ thở một hơi thật dài. Trong lúc Tát Lập Tư giáo huấn Gia Lôi Tư, Kiệt Sâm chậm rãi đi trên đường về. Trong lòng suy nghĩ về những chuyện phát sinh ngày hôm nay, còn có lời hứa hẹn của Lai Sâm Đặc. Kim linh thạch lục giai kia hẳn là không có vấn đề, chỉ cần Áo Lợi Phất đấu giá hội sở hữu tài liệu chính mình cần thu mua thì chính mình có 10 phần nắm chắc để khôi phục thực lực cho phụ thân. Ngay từ đầu, Kiệt Sâm còn lo lắng vì thể chất hiện tại của chính mình miễn cưỡng có thể chế ra được linh dược sư lục giai, trải qua phối chế ngày hôm qua dễ dàng phối chế được thần thánh dược tề. Lúc này Kiệt Sâm đã tràn ngập lòng tin đối với cơ thể của chính mình. Hay à! Phía trước không phải là tên đế linh sư kia sao? Trong lúc Kiệt Sâm đang suy nghĩ, đột nhiên thấy được một trung niên cô đơn ngồi phía trước. Đây chính là trung niên kêu to mình là đế sư ở Bích Bà Hiền. Vừa nghĩ tới lúc trước trung niên kia kêu to chính mình là đế linh sư, lập tức bị hai hộ vệ cấp bậc linh sĩ tách ra ngoài. Kiệt Sâm cảm thấy trong lòng buồn cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Kiệt Sâm liếc mắt nhìn trung niên ấy,
sau đó đi tới bên cạnh hắn. Ngay lúc Kiệt Sâm lướt qua trung niên kia, hắn không khỏi sừng sốt. Lúc trước Kiệt Sâm nhìn thấy Tứ Vương Tử Nam đội nội đặc sai đám hộ vệ đám trung niên kia ra, sau đó hắn bị trọng thương ném ra ngoài Bích Ba Hiên. Lấy thực lực của Kiệt Sâm tự nhiên có thể nhìn thấy bộ dáng của những hộ vệ này bất phàm, ít nhất cũng là cao thủ cấp bậc tứ giai thiên linh sư. Dù sao Nam nội đặc là vương tử của vương quốc Áo Randa, hộ vệ bên người đều tuyệt đối không yếu. Hết chương 188, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên kênh chuyện audio VV MCND, chương 189, Đế Linh Sư bị phong ấn. Hơn nữa, Kiệt Sâm cũng thấy được lúc trước hộ vệ của Nam đội đặc thuật xuất thủ tuyệt đối không chút nương tay, mỗi một kích đánh lên người trung niên tử này đều là thật. Nhưng điều khiến Kiệt Sâm kỳ quái chính là hiện giờ trên người trung niên kia không có vết thương nào. Đây là chuyện gì? Lẽ nào trung niên này thật sự là đế linh sư? Thực sự là không có giống. Kiệt Sâm không khỏi nhíu mày, cảm giác có chút không thể tưởng tượng được. Theo trực giác của hắn, cảm giác người trung niên này không hề đơn giản. Nghĩ tới đây, Kiệt Sâm không khỏi xoay người, tiến lên kéo y phục của trung niên kia nói rằng: "À, đế linh sư tôn kính, thực là khéo, chúng ta lại gặp mặt rồi." Cảm giác có người kéo y phục của chính mình, lại nghe được câu nói tán dương không biết bao lâu mới nghe thấy. Trung niên kia không khỏi vui vẻ ngẩng đầu, muốn nhìn xem ai sáng suốt và tỉnh mắt như thế, lại phát hiện ra trước mặt chính mình là một thiếu niên không lớn. Người là ai? Chúng ta gặp mặt lúc nào? Người trung niên kia có chút nghi hoặc và thất vọng hỏi. Ngay vừa rồi, Bích Ba Hiên. Kiệt Sâm nói. À, khó trách ta lại có cảm giác có người ở lầu 2 Bích Ba Hiên nhìn ta. Hẳn là chính người phải không? Người trung niên kia đạm nhiên nói. Thế người tìm ta có chuyện gì? Vì sao ngươi biết ta đứng ở lầu 2 nhìn ngươi? Đến phiên Kiệt Sâm phải giật mình. Là một người đế linh sư, nếu như chút cảm giác ấy mà cũng không có thì thật là quá thất bại. Người trung niên khinh thường một tiếng. Hãy, người thực sự là một đế linh sư sao? Kiệt Sâm hiếu kỳ hỏi. À, đó là tự nhiên, người lại dám hoài nghi thực lực của ta. Thì ra ngươi và bọn họ như nhau, đều là một đám có mắt như mù. Người trung niên kia không nhịn được tức giận nói. Vậy sao, tại sao ngươi lại bị hai tên linh sĩ kéo sách ra ngoài, còn bị một đám hộ vệ đánh cho không có sức phản kháng? Kiệt Sâm bĩu môi. Đây. Người trung niên nhất thời đỏ bừng khuôn mặt. Ta chỉ là không muốn chấp nhặt với bọn họ. Nếu như trước đây đám gia hỏa đó không chịu nổi một kích của ta. Trước đây à? Kiệt Sâm rất mẫn cảm bắt được hai chữ này. Tiểu tử, người biết cái gì? Ta đã từng là một gã đế linh sư ở Khai La Đế Quốc, cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nếu như người đi Khai La Đế Quốc hỏi tên vi ân của ta, ta bảo chứng cho người rằng một truyền kỳ lịch sử như ta là có thật. Năm đó không biết có bao nhiêu thiếu nữ thầm mến mộ ta đâu. Ồ, thôi rồi, dừng. Kiệt Sâm cắt đứt lời nói của trung niên kia. Vậy hiện giờ vì sao người lại lưu lạc đến mức này? Người thực sự tin tưởng ta là một gã linh đồ à? Vi ân người lại hiếu kỳ nhìn Kiệt Sâm. Ừ, tin tưởng. Kiệt Sâm gật đầu. Vì sao người biết được ta là một gã đế linh sư vĩ đại? Trừ phi nắm tay của đám hộ vệ cấp bậc thiên linh sư kia đánh lên người ngươi lúc nãy là giả. Nếu không tuyệt đối hiện giờ ngươi chỉ còn nửa cái mạng, sẽ không vui vẻ như hiện giờ. Kiệt Sâm cố nén xung động trong lòng, mặc kệ vua này đến tột cùng có phải là đế linh sư không, ít nhất da mặt của hắn dày tuyệt đối là cấp bậc đế linh sư. Ai? Vi Ân giật mình, đột nhiên thở dài một hơi.
Trước đây ta quả thật là một đế linh sư, ở trong Khải La đế quốc cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Đáng tiếc 10 năm trước khi đấu với một gã đế linh sư ám trúc thuộc tính, tuy rằng ta thành công giết chết hắn, nhưng trước khi chết hắn phóng xuất ra hắc ám chớ chú. Kể từ đó linh thức của ta bị phong ấn, tự nhiên không còn cách nào điều động linh lực trong cơ thể, trở thành một phế vật không sử dụng được linh lực. Chẳng qua cơ thể ta cũng không vì vậy mà hao tổn, tự nhiên cũng sẽ không bị thương bởi đám thủ hạ kia. Nói đến đây, trên mặt Vi Ân tràn ngập một loại cảm giác cô đơn vô cùng. Hắn đã từng uy phong lẫm lẫm cỡ nào, ở trên thế giới thực lực vi tôn này, hắn mất đi lực lượng đế linh sư thoáng cái giống như thiên đường ngã xuống địa ngục. Những năm gần đây cũng không còn mặt mũi đi lại trên Khai La đế quốc. Nếu như không phải hắn có thần thế của đế linh sư, sợ rằng thi thể sớm đã nằm ở trong cống ngầm nào đó rồi. À, nếu như không ngại, người có thể cho ta cảm nhận một chút. Kiệt Sâm nói, cũng vì không chờ Vi Ân đồng ý, trực tiếp đặt tay phải lên trán Vi Ân, một đạo linh thức tiến nhập vào trong đầu Vi Ân. Theo linh thức của Kiệt Sâm thâm nhập vào, rốt cuộc Kiệt Sâm đã tìm được thứ mình muốn tìm. Ngay cả bên trong chỗ sâu tinh thần của đầu Kiệt Sâm, một cỗ khí thế màu đen bao phủ toàn bộ tinh thần hải. Trong tinh thần hải của Vi Ân, một đám hắc ắng vũ khí bao bọc xung quanh tinh thể hình nước mưa ngũ thải. Thấy tinh thể kia xong, Kiệt Sâm không khỏi gật đầu. Tinh thần lực hóa thành dịch thể, vậy Vi Ân này là đế linh sư hàng thật giá thật. Hơn nữa độ dày dịch thể rất cao, cho dù trong đám đế linh sư, tinh thần lực của Vi Ân cũng tuyệt đối đứng đầu. Thu hồi linh thức trong đầu Vi Ân lại, Kiệt Sâm nhìn không khỏi suy tư. Có thể che được dịch thể này, vậy năng lượng hắc ám chớ chú tuyệt đối kinh khủng. Thế nhưng phải làm sao để tiêu trừ năng lượng hắc ám chớ chú này? À, người vừa mới làm cái gì đấy? Vi Ân có chút khó chịu nói. À không có gì, chỉ là xem người có nói thật không mà thôi. Thuận tiện xem có biện pháp nào khôi phục thực lực cho ngươi không? Muốn khôi phục thực lực của ta? Người đùa cái gì đấy? Vi Ân không nhịn được nở nụ cười. Ngươi đừng cho rằng ngươi là một thánh linh sư quang hệ cửu giai. Nếu nói vậy còn có chút hy vọng. À nói đùa sao? Không, ta chưa bao giờ nói đùa. Kiệt Sâm có chút nghiêm túc lắc đầu. Bên trong người ngươi không phải là hắc ám chớ chú bình thường. Thánh linh sư cửu giai quang hệ chưa chắc có năng lực tiêu trừ nó đâu. Đây là một loại chớ chú cừu hận do cao cấp đế linh sư phóng ra trước khi chết. Tập trung toàn bộ án niệm của một cao cấp đế linh sư trước khi chết, hơn nữa lại còn duy trì hơn chục năm nay, muốn tiêu trừ cực kỳ khó. Người, vì sao người biết chớ chú trên người ta là cừu hận chớ chú? Dường như ta chưa từng nói qua mà. Vi Ân vẻ mặt khiếp sợ, lập tức ôm lấy cánh tay của Kiệt Sâm. Này, người thực sự có biện pháp khôi phục thực lực của ta à? Biết tên của chớ chú này có gì là khó khăn? Hơn nữa ít nhất ta biết đến biện pháp có thể tiêu trừ chớ chú của ngươi. Chỉ có điều lấy thực lực hiện giờ của ta còn cần phải nghiền ngẫm suy nghĩ để có biện pháp vẹn toàn. Kiệt Sâm trầm tư nói. Người đừng có lừa ta. Vi Ân lộ ra thần sắc kích động trên mặt. Chỉ cần ngươi có thể loại trừ cừu hận chớ chú trong cơ thể ta, ngươi muốn làm gì ta cũng được. Không ai so với Vi Ân từng là đế linh sư muốn khôi phục sức khỏe hơn hắn. Mấy năm kinh lịch vừa rồi khiến hắn nghĩ lại mà kinh khiếp. Hết chương 189, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên kênh Chuyện Audio VV, MCNE. Chương 190, Đế Linh Sư bị phong ấn. Bởi vậy, sau khi nghe Kiệt Sâm nói có thể khôi phục lại được thực lực cho chính mình, Vi Ân lộ vẻ kích động vô cùng. Tuy rằng Kiệt Sâm chỉ là một thiếu niên không lớn, thế nhưng hiện giờ Vi Ân không còn biện pháp nào, chỉ có thể cầu chữa ngựa chết thành ngựa sống. Ta chưa bao giờ gạt người. Để khi nào rảnh rỗi ta với tới Thác Đức gia tộc tìm ta. Được rồi, ta là Kiệt Sâm, đừng có quên cái tên này. Nói xong, Kiệt Sâm liền đi về phía phủ đệ của gia tộc.
lại nhìn Vi Ân vội vàng phía sau đi theo chính mình, Kiệt Sâm không khỏi nói. Người theo ta làm gì? Ngày hôm nay đã muộn rồi, ta còn phải đi về. Lúc nào rảnh rỗi, ngươi cứ tế tìm ta. Nếu như Kiệt Sâm đại sư ngươi là người của Thác Đức gia tộc lớn như vậy, hắn sẽ không lưu ý đến nhiều thêm một người như ta. Từ giờ trở đi, ta đi theo đại sư là được. Vi Ân bị ổi nói, đối với Thác Đức gia tộc, một trong tam đại gia tộc của vương quốc, hắn cũng nghe qua, tự nhiên không cần lo lắng nhìn Kiệt Sâm sẽ lừa chính mình. Này, ngươi không cần về nhà à? Về nhà, không cần về nhà. Vi Ân xua tay liên tục nói. Kiệt Sâm đại sư, ta cũng không có nhà, lúc trước nơi này là nhà của ta. Dứt lời, Vi Ân chỉ vào một cái gầm cầu gần đó. Kiệt Sâm phóng mắt nhìn lại, ở dưới gầm cầu, Kiệt Sâm thấy một đống cỏ khô đơn giản tạo thành một cái giường. Vi Ân lúc này cũng quá cực phẩm đi. Kiệt Sâm có chút không biết nói gì. Hiện giờ ta có điểm hoài nghi ngươi không phải là một đế linh sư. Bằng không lấy kiến thức và lý giải về linh lực của ngươi, cho dù không còn là đế linh sư nữa, nhưng cũng không nghèo túng đến mức độ này chứ. Không. Kiệt Sâm đại sư, ngươi có chút không rõ. Cho dù ta mất đi thực lực thế, nhưng làm sao có thể đi làm công tác tùy tiện này? Phải biết rằng ta là một gã đế linh sư cao quý à, phải để vạn người kính ngưỡng mới đúng. Vi Ân hào hùng nói. Kiệt Sâm triệt để hết chỗ để nói. Sau khi về đến gia tộc, Kiệt Sâm trực tiếp đi tới một gian nhà trong viện của chính mình, sau đó để đế linh sư cao quý này ở lại. Phụ thân. Kiệt Sâm đi vòng quanh viện, không phát hiện ra thân ảnh Lôi Nặc liền đi tới chỗ của Lôi Áo. Có lẽ hiện giờ phụ thân của chính mình đang ở đó. Nhị ca, ngươi đã trở về. Vừa mới tiễn tộc trưởng Lôi Nặc xong, cách Lôi Sâm thấy Kiệt Sâm liền kêu to chạy tới. Ngày hôm nay ở Áo Lợi Phất đấu giá hội lấy được đám người khắc phỉ nhĩ đức thường ngày kiêu ngạo bị nắn. Cách Lôi Sâm cảm giác trong lòng vô cùng sùng bái Kiệt Sâm. Chỉ tiếc là nhị ca không cho chính mình nói lung tung. Cách Lôi Sâm vô cùng hưng phấn không tìm được người chia sẻ, chỉ đành âm thầm sảng khoái trong lòng. Nhị ca, chúng ta đã ăn xong cơm tối rồi, lát nữa ta sẽ an bài cho ngươi. Kiệt Sâm khoát tay áo để Cách Lôi Sâm an bài một người hầu cấp cơm cho Vi Ân, sau đó hỏi. Này Cách Lôi Sâm, cha ta đâu? Nhị bá ở trong buồng ngủ rồi. Cách Lôi Sâm lộ ra thần tình cổ quái trên mặt. Ngủ? Sớm như vậy ngủ cái gì? Kiệt Sâm nghi hoặc đi vào trong phòng theo lời Cách Lôi Sâm. Vừa mới đi vào liền ngửi thấy bên trong tràn ngập vị thuốc đông y. Kiệt Sâm thoáng cái cảm giác được đây là mùi vị của dược tề trị liệu. Kiệt Sâm cả kinh, thấy lão Lôi Nặc nằm trên giường, trên mặt có chút đỏ bừng đang ngủ nơi đó. Này, đã xảy ra chuyện gì? Kiệt Sâm sợ đánh thức phụ thân mình liền lôi Cách Lôi Sâm ra ngoài hỏi, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Kiệt Sâm rất hiểu rõ thân thể của Lôi Nặc, không thể nào vô duyên vô cớ sinh bệnh được. Nhị ca, ta cũng không biết thân thể nhị bá không tốt, buổi trưa đi về đã như thế rồi. Bị Kiệt Sâm hùng hăng ôm lấy, Cách Lôi Sâm không khỏi lộ vẻ đau đớn trên khuôn mặt. Kiệt Sâm cũng cảm giác được chính mình quá dùng sức, vì vậy đưa lỏng tay ra. Được rồi, ta đi hỏi đại bá, nhất định hắn biết. Kiệt Sâm xoay người đi về phía gian phòng của Lôi Áo. Đại bá, bệnh tình của cha ta là sao? Vừa vào phòng, không chờ Lôi Áo ngồi yên, Kiệt Sâm đã tiến đến hỏi. Hay à. Lôi Áo thở một hơi thật dài. Sau khi Lôi Áo nói, Kiệt Sâm liền lý giải được trần tướng. Thì ra, từ lúc Kiệt Sâm rời đi, Lôi Nặc không có việc gì bèn đi dạo trong phủ đệ của gia tộc. Đối với địa phương sinh sống vài chục năm này, Lôi Nặc tràn ngập lưu luyến trong lòng. Trong bất chi bất giác, Lôi Nặc đã đi tới trước viện của mình năm đó. Năm đó Lôi Nặc 30 tuổi liền trở thành một gã tôn linh sư lục giai, là đệ nhất thiên tài của Thác Đức gia tộc. Tuy rằng lúc đó hắn chưa cưới vợ, thế nhưng địa vị trong gia tộc cực cao, viện cũng là viện lớn nhất trong gia tộc. Ngay trong lúc Lôi Nặc đang cảm khái, vừa lúc gặp được Á Bá. Năm đó Á Bá là nhất tâm muốn thừa kế vị trí tộc trưởng,
chỉ là cuối cùng vẫn bị vây dưới ánh sáng của Lôi Nặc. Đối với Lôi Nặc có biệt viện xa hoa hơn chính mình, trong lòng Á Bá vô cùng đố kỵ. Khi Lôi Nặc bị trục xuất khỏi gia tộc, vị trí của biệt viện này liền đến tay của Á Bá. Hiện giờ hai người gặp nhau, cuối cùng Á Bá không nên làm tộc trưởng được vẫn ôm mối hận trong lòng, thấy Lôi Nặc liền đánh ra ngoài. Suốt mấy năm nay, thân thể của Lôi Nặc không được như xưa, liền ngã xuống mặt đất. Hơn nữa trong lòng bị ứ động, cuối cùng ngã bệnh. Nếu như nhị đệ là tộc viên của gia tộc thì Á Bá kia không thể làm gì. Chỉ là năm đó nhị đệ bị trục xuất khỏi gia tộc, ta cũng... Ây... Nói đến đây, Lôi Áo không khỏi thở dài một hơi. Á Bá này! Kiệt Sâm mạnh mẽ đứng lên, trên mặt lộ ra thần sắc phẫn nộ vô cùng. Ây da, Kiệt Sâm à, người đừng có xúc động như thế. Lôi Áo rất sợ Kiệt Sâm bị xung động liền vội vàng trấn an. Á Bá này là một gã tông linh sư cao cấp, địa vị trong gia tộc cũng cực cao, người đừng có mà xung động. Đại Bá, vì sao năm đó cha ta bị trục xuất khỏi gia tộc? Kiệt Sâm lóe tinh mang trong ánh mắt, trầm giọng nói. Tuy rằng từ lời nói của người khác, Kiệt Sâm đã có chút lý giải được chuyện của mình năm đó, thế nhưng hắn lại không biết rõ chuyện tình hoàn chỉnh, hiện giờ hắn muốn hỏi rõ ràng. Này... Lôi Áo lộ một tia do dự trên mặt. Đại Bá! Trong giọng nói của Kiệt Sâm mang theo một tia kiên trì. Mà thôi, nói cho người cũng được. Dù sao đi nữa, sớm muộn gì cũng biết thôi. Lôi Áo thở dài một hơi. Hay à, chuyện này phải nói từ lúc phụ thân người tấn cấp tôn linh sư lục giai. Lôi Áo nói chậm lại, nhãn thần mơ màng nhớ về năm đó. Năm đó phụ thân người tấn cấp tôn linh sư lục giai xong liền một lòng du lịch đại lục. Trong một lần ngoài ý muốn, phụ thân của người cứu một nữ tử. Hai người ở chung một đoạn thời gian liền nảy sinh cảm tình. Nữ tử này chính là mẫu thân Vưu Lợi Á của người. Ngay từ đầu, phụ thân người cũng không biết phân phận của mẫu thân người. Chỉ biết mẫu thân của người là một người cực kỳ uyển bác, kiến thức cũng cực kỳ cao. Rõ ràng sinh ra đã là một quý tộc. Hết chương 190, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.